Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của Hóm Showbiz và chúc cho quý vị có một tuần mới tràn đầy năng lượng. Và điểm tin ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Liên hoàn kiện tụng liên quan vụ Hoa hậu Thu Hoài bóc mẻ ca sĩ VO. Phẫn nộ YouTuber có thái độ miệt thị khi phát cơm cho người nghèo. Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời tại Bà Rịa Vũng Tàu vì bệnh nặng. Sau buổi livestream bóc mẻ ca sĩ VO đòi 50 triệu tiền đội đàn và múa, Hoa hậu Thu Hoài ngay lập tức trở thành cái tên được cộng đồng mạng tích cực tìm kiếm. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở livestream của nàng hậu này, mà ngay sau đó hàng loạt nhân vật liên quan đã nhanh chóng lên tiếng phản bác. Những đoạn status cảnh báo hay tuyên bố khởi kiện ập đến với hoa hậu doanh nhân này cùng một lúc khiến showbiz Việt không một phút bình yên. Những ồn ào gần đây xung quanh câu chuyện do Hoa hậu Thu Hoài mang lên sóng livestream giao lưu với công chúng đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Không chỉ có ca sĩ VO được Thu Hoài bóc mẻ, mà hàng loạt tên tuổi đình đám khác cũng vô tình bị cư dân mạng tréo tên khi đoạn tin nhắn giữa Thu Hoài và VO bị lộ ra. Kế theo đó là sự phẫn nộ của những nhân vật này. Chỉ trong vòng vài ngày trở lại đây, Hoa hậu Thu Hoài đã liên tục nhận về sự đáp trả đành thép, thậm chí là tuyên bố khởi kiện của những người trong cuộc. Nhân vật đầu tiên phải kể đến là nam diễn viên Kim Lý. Theo một đoạn tin nhắn mà VO công khai với công chúng, trong đó có nhắc đến việc một người tên KL được mời đến tiệc thác loạn với giá 50.000 đô. Cư dân mạng sau đó đã réo tên Kim Lý và cho rằng anh chính là người được nhắc đến trong đoạn tin nhắn. Đáng nói, những hình ảnh của Kim Lý bị các trang mạng, trang thông tin gắn liền với đoạn tin nhắn khiến cho cuộc sống và tinh thần của nam diễn viên bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, Kim Lý đã có chia sẻ chính thức về sự việc. Nam diễn viên viết một đoạn status bằng tiếng Anh, đầy ý: "Hãy ngưng ngay việc đăng những thông tin giả mạo vớ vẩn thế này. Bất cứ trang tin nào sử dụng hình ảnh hay tên của tôi để lan truyền thông tin sai sự thật thì bạn sẽ phải làm việc với luật sư của tôi." Theo đoạn status này, dù không nhắc đến tên Thu Hoài hay bất cứ ai, nhưng cư dân mạng đều có thể ngầm hiểu rằng Kim Lý đang nhắc đến việc bị Thu Hoài nhắc đến trong tin nhắn về buổi tiệc thác loạn 50.000 đô. Cũng liên quan đến đoạn tin nhắn nói trên, bác sĩ Chim Quốc Thái đã nhanh chóng lên tiếng về tin đồn. Bác sĩ Chim Quốc Thái viết trên Facebook: "Hôm nay trên mạng xã hội lan truyền tin nhắn giữa bà Thu Hoài và ca sĩ VO vào thời điểm năm 2016. Trong nội dung tin nhắn nói về việc tôi mời một diễn viên nam dự tiệc thác loạn với các hot girl. Tôi khẳng định những điều mà Thu Hoài nói về tôi trong tin nhắn là hoàn toàn dựng chuyện sai sự thật nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của tôi trong ngành thẩm mỹ." Bất ngờ hơn, bác sĩ Chim Quốc Thái cũng tiết lộ thêm một sự thật. Năm 2016, tuy VO làm quảng cáo cho thẩm mỹ viện của bà Thu Hoài, nhưng VO đã đến tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, VO có mời tôi làm các chương trình từ thiện. Có lẽ do sự việc đó nên khiến bà Thu Hoài đố kỵ vì cạnh tranh trong ngành thẩm mỹ nên đã cố tình bịa đặt câu chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Tôi sẽ mời luật sư khởi kiện bà Thu Hoài để làm rõ vấn đề này. Mong rằng các trang báo mạng không nên dùng một tin nhắn với nội dung bịa chuyện, nói xấu đối thủ của bà Thu Hoài, đăng bài làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của tôi. Riêng chuyện VO với bà Thu Hoài tôi hoàn toàn không biết gì. Tại sao hôm nay VO phải đưa tôi vào câu chuyện hai người này nhằm mục đích gì? Nhân vật tiếp theo trong chuỗi kiện tụng liên hoàn gây xôn xao dư luận này chính là ca sĩ VO, nhân vật chính được Thu Hoài nhắc đến trong livestream. Trước đó, VO bị Thu Hoài bóc mẻ đòi 50 triệu tiền đàn và đội múa dù Thu Hoài không mời hát, lại còn đòi cắt xe cao khi làm quảng cáo cho thẩm mỹ viện của Thu Hoài. Trước những thông tin này, sáng 11 tháng 7, nữ ca sĩ VO đã đăng tải một bài thông báo khá dài trên Facebook cá nhân. Cô viết: "Chính thức khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu Hoài. Mọi oan ức mà tôi phải chịu cho đến hôm nay cũng từ do sự đặc điều vu khống của bà Thu Hoài từ trước năm 2019. Trong khi tôi với bà ta không có thù oán gì, tôi đã bỏ qua nhiều lần, nhưng đến hôm nay vẫn tính nào tật nấy, lại tiếp tục livestream vu khống một lần nữa, tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của tôi, dám lấy mạng sống ra thề để vu khống tôi, nhưng livestream xong thì lại xóa. Thu Hoài ảo quyền lực, một mặt tự tiếp cận làm quen để lợi dụng nhờ vả tôi, mặt khác ganh ghét đố kỵ và muốn tôi phải nghe lời, như kiểu bà ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê tôi làm đại diện, trong khi tôi đang làm free cho bà ấy từ quảng cáo đến show diễn và không có sự ràng buộc gì, dù tôi không thân thiết với bà Hoài." Ca sĩ VO cũng khẳng định, từ thời điểm năm 2012 trở đi, cô ấy đã rất nổi tiếng, cách xe quay một lần quảng cáo cũng hơn 200 triệu, còn Thu Hoài thì chưa ai biết tới. VO chính là người đã giúp Thu Hoài không lấy công, thế nhưng giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán.
Nữ ca sĩ khẳng định đã làm việc với luật sư và chính thức khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu Hoài. VO tuyên bố đã đến lúc cần làm hết một lần cho rõ, nhờ pháp luật anh minh trả lại sự công bằng trong sạch cho tôi. Hiện tại drama giữa những nhân vật nói trên vẫn chưa đi đến hồi kết, cư dân mạng vẫn đang mong ngóng từng ngày những tình tiết mới để biết đâu mới là sự thật. Dịch Covid-19 bùng phát, một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Ngay lúc này, sự chung tay hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn để họ có thể vượt qua đại dịch là điều rất cần thiết. Đã có rất nhiều những tấm lòng đáng trân quý, những sự chung tay thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa. Chẳng ai nghĩ rằng sẽ có một người làm từ thiện, phát cơm miễn phí cho người nghèo, nhưng lời lẽ nặng nề, khó nghe, thậm chí có phần miệt thị. Một YouTuber phát cơm miễn phí và có những thái độ như vậy đang là tâm điểm của làn sóng chỉ trích, phẫn nộ từ cư dân mạng. Cụ thể, nam YouTuber này có tên Tuấn Dương, thời gian gần đây thường xuyên đăng tải các video phát cơm từ thiện cho người nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh lên kênh YouTube. Đáng nói, trong những đoạn video do người này đăng tải, có những đoạn khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Điển hình là đoạn video mà nam YouTuber này yêu cầu người khác không được nhận cơm vì nhìn bụi đời, hoặc nói người đàn ông lớn tuổi vì sao khó khăn lại mập. Thậm chí nam YouTuber này còn nói người phụ nữ tới nhận cơm từ thiện rằng tại sao chị sơn móng chân mà lại đi nhận cơm từ thiện. Kênh YouTube của người này cũng đăng tải những video có tính chất giật gân, câu view câu like, gây tổn thương cho người khác. Điển hình là video với tiêu đề "Kẻ lười biếng chọn ngang giành miếng ăn" với những lời lẽ lớn tiếng, quát nạt nặng nề với người tới nhận cơm. Những video này của Tuấn Dương đã khiến cộng đồng mạng cực kỳ bức xúc. Rất nhiều cư dân mạng phẫn nộ vào tận kênh YouTube của Tuấn Dương để chỉ trích. Hầu hết đều cho rằng của cho không bằng cách cho, nam YouTuber này đã làm tổn thương đến những người khó khăn, đặc biệt là trong mùa dịch như hiện nay. Sau khi bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ, YouTuber Tuấn Dương đã đăng video giải thích cho hành xử của mình. Cụ thể, người này cho biết, người phụ nữ trong một video mà anh nhắc tới không đến lấy cơm mà có ý định móc túi người khác. Do đó, sau khi người phụ nữ này lấy cơm xong, nam YouTuber đã tiến đến kiếm một câu chuyện nhằm để người này phân tâm, không nghĩ đến chuyện ăn cắp ăn trộm nữa. Cũng theo nam YouTuber này, thì trên cổ người phụ nữ này còn đeo dây chuyền rất to, không biết vàng thật hay vàng giả. Về trường hợp bị mình gọi là bụi đời khi đến nhận cơm, Tuấn Dương giải thích. Mình biết dùng từ bụi đời có vẻ động chạm, nhưng ý của mình ở đây là muốn đuổi kẻ gian manh, những kẻ khỏe mạnh mà mắt cứ láo liên. Mặc dù đã đưa ra lời giải thích cho thái độ và lời nói của mình, thế nhưng Tuấn Dương vẫn không nhận được sự đồng tình của cư dân mạng. Ngược lại, nam YouTuber này còn nhận về sự chỉ trích mạnh mẽ hơn. Cho đến sáng 12 tháng 7, người này tiếp tục đăng tải đoạn clip dài gần 5 phút để gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng sau sự việc đã xảy ra. Nam YouTuber đã gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình và những hành trình thiện nguyện của mình. Vì những hành động và lời nói trong lúc làm thiện nguyện chưa được chuẩn mực đã gây ra những phẫn nộ của cộng đồng. Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn đến những cư dân mạng đã bình luận về câu chuyện của anh để anh có thể nhận ra sai sót của mình. Tuấn Dương thừa nhận đây là lỗi cá nhân của mình, không phải của tổ chức cộng đồng từ thiện. Đồng thời, anh cũng cho biết mình không mong muốn bị mọi người nghĩ rằng có sự phân biệt, kỳ thị vùng miền ở đây. Nam YouTuber nói, mong mọi người hãy thông cảm và tha thứ cho những câu nói, hành động của Tuấn Dương được lan truyền trên cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Những hoàn cảnh khó khăn ở ngoài kia họ không có lỗi và không liên quan đến việc này. Nên Tuấn Dương cúi xin cộng đồng mạng hãy cho Tuấn Dương và đội nhóm một cơ hội tiếp tục cuộc hành trình này. Trong quá trình thiện nguyện chắc chắn còn nhiều việc chưa được hoàn thiện, bộc lộ nhiều sai sót, khuyết điểm. Những lời động viên, góp ý của khán giả giúp cho Tuấn Dương nhìn nhận ra vấn đề để mình biết những cái sai mình sửa và khắc phục để ngày một hoàn thiện hơn. Tuấn Dương cũng cảm ơn những lời góp ý, ý kiến và giải pháp của cộng đồng để Tuấn Dương còn có thể kết nối và lan tỏa giúp nhiều người hơn nữa. Lời xin lỗi này của Tuấn Dương hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Hiện kênh YouTube của người này vẫn còn để các video gây tranh cãi trong thời gian qua. Sau thời gian chống chọi với bệnh nặng, ngày 11 tháng 7, mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 78 tuổi. Được biết, gia đình ca sĩ Ngọc Sơn đang phải thực hiện cách ly tại Bà Rịa, Vũng Tàu nên không thể về chịu tang mẹ, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Cụ thể, mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn là bà BTKL đã qua đời vào ngày 11 tháng 7 do bệnh nặng, không liên quan đến Covid-19. Được biết, cả gia đình ca sĩ Ngọc Sơn trước đó phải thực hiện cách ly tại Bà Rịa, Vũng Tàu sau khi liên quan ca mắc Covid-19. Khi mẹ qua đời, ca sĩ Ngọc Sơn không thể về để chịu tang mẹ. Điều này khiến khán giả vô cùng xót xa. Linh cữu bà KL, mẹ ca sĩ Ngọc Sơn, được người thân đưa đi hỏa táng. Một số thông tin cho biết, trong thời gian gần đây, mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn bị mắc bệnh nặng. Khi tham gia một chương trình, ca sĩ Ngọc Sơn đã từng tiết lộ mẹ anh phải điều trị khối u ở cổ bên Mỹ với kinh phí khá cao tới 10.000 đô la Mỹ mỗi ngày, kéo dài trong suốt 6 tháng. Như vậy, viện phí để chăm lo cho mẹ của nam ca sĩ lên đến 45 tỷ đồng. Ngọc Sơn cho biết mình không kể khổ, chỉ cần mẹ khỏe là được. Dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc. Sau thời gian điều trị bên Mỹ, nam ca sĩ đưa mẹ về nước và chăm sóc mẹ tận tình. Đến ngày 11 tháng 7, mẹ ca sĩ Ngọc Sơn ra đi khiến nhiều khán giả của nam ca sĩ bàng hoàng và chia buồn với anh. Và nội dung trên cũng đã khép lại điểm tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh Hóng Showbiz để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.